Hôm nay trời rất nắng mọi người ạ. Làm gì đây bác ơi? Bác đang xem nước vào ruộng vào ao ấy mà. Ao bác cạn nước à? Có nhiều quá cũng không tốt cháu ạ. Có phải là sống trong cao sang là sướng đâu. Hôm nay trời đẹp chỗ nhà. Này em ơi, sao em lại nói theo bác như thế? Thầy giáo không dạy em à? Thầy giáo không dạy em là phải biết lịch sự với người lớn sao? Thì thầy giáo dạy phải biết nói với người lớn. Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà nó còn nhỏ là hiểu sai nghĩa là cũng bình thường. Thôi, tha cho nó đi cháu, không sao đâu. Khát nước thế nhỉ? Khát nước thế nhỉ? Nam mô A Di Đà Phật. Sao trên đời lại có những thứ này nhỉ?